Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 2021. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 13. Hồi sáng có một chú này, chú kể những đức nghe một vị này cũng biết ăn chay niệm Phật, biết tu hành, bị bệnh COVID. Khi bị bệnh như vậy thì giống như chết đi, khi vừa chết đi xong người ta bó lại, đưa đi để mà chuẩn bị đi thiêu. Sau khi đưa đi thì có người lại thấy là sao cái bọc đó giống như nó còn cái hơi mà người ta thở, thì lúc đó người ta mới mở ra. Mở ra thì thấy người này vẫn còn sống. Và khi biết người này còn sống, đưa vô trong bệnh viện chữa trị. Thì thời gian đâu gần 2 tháng gì đó, thì chú xuất viện, chú trở về, chú khỏe bình thường. Qua câu chuyện của chú mà cũng độ được người thân trong gia đình, vì cái lúc mà chú ăn chay niệm Phật đồ này kia thì thân gia đình không có chấp nhận, cười chê chú. Nhưng mà khi qua sự việc đó thì người thân gia đình lại tin, thấy có những cái kỳ tích vi diệu. Thì qua những câu chuyện này thì phải nhớ rằng mỗi một con người chúng ta sống ở cái cuộc đời này, có khi mình gặp những cái nghiệp chướng rất là nặng nề, nhưng nhờ cái công đức tu hành mà có khi từ cái nghiệp nặng chuyển thành nhẹ. Cũng như Ấn Tổ này nói rất là rõ ràng, thời thế nhiều kiếp nạn, tất cả những con người mà biết niệm Phật, biết ăn chay, biết phóng sanh, biết hướng thiện, những con người này ở trong cái kiếp nạn họ có cái sự chuyển hóa rất là lớn. Còn nếu như họ cộng nghiệp, họ chết chung với tất cả những con người ở trong cái kiếp nạn đó, thì những con người ăn chay niệm Phật tu hành, nếu tín nguyện niệm Phật kiên cố thì chắc chắn là được giảng sanh. Còn những người mà chưa tín nguyện kiên cố, chỉ vân danh niệm Phật thôi, thì người này cũng sanh đến cảnh giới lành, cảnh giới tốt đẹp, chứ không có đọa lạc như những người không tu. Đây là lời Ấn Tổ dạy rõ ràng. Từ nơi đó mà chúng ta đem Phật Pháp, chúng ta giới thiệu cho tất cả người thân, tất cả những người hữu duyên, đó là một cái kết quả, cái lợi rất là lớn. Và nhớ, cái kết quả lợi ích này lớn vô cùng. Nó nên chúng ta mỗi một người có được nhân duyên gặp Phật Pháp, thì mỗi một người nên chân thật đem Phật Pháp để giới thiệu, cũng như những đức mỗi ngày giới thiệu vậy đó. Cho những người hữu duyên, có khi khắp nơi nơi người ta nghe, mà có khi giữa mình với người ta chưa từng bao giờ ngồi nói chuyện với nhau để biết nhau vậy, nhưng mà ta cũng có thể mỗi ngày nghe Phật Pháp, những cái gì lợi ích, những cái gì xác thực, những cái gì có cái hay trong Phật Pháp, thì mình nên nhận thức để mà mình học, nó sẽ được lợi ích rất là lớn cho mình. Dù là mình sống ở cái cuộc đời này mình đang đầy đủ vật chất, danh tiếng, nhưng mà thật sự những cái thứ này giả tạm, rất là giả tạm.
Khi cơn vô thường đến với chúng ta rồi thì bất chợt những thứ đó không giải quyết được cái gì hết. Mình phải công nhận là như vậy. Để khi mình còn sống ở cái cõi đời này, mình phải sống làm sao? Sống cho nó có ý nghĩa trong cái cuộc đời này. Nên những đức cứ tập mình, dù là một cái việc thiện tốt đẹp vô cùng mình muốn làm, mà mình phải tin cái việc là chúng sanh phải muốn được cái thiện thì phải tu phước thiện. Mình muốn làm việc thiện này cho chúng sanh thì nó phải phù hợp cái việc chúng sanh phải có cái phước này thì mình mới làm được. Còn nếu như chúng sanh mà không đủ cái phước này, mình không đủ cái duyên phước này để làm, thì tức khắc thì muốn làm nó cũng chợt vô chú, không làm được. Lạ lắm. Nên mình tập là dù là một việc thiện mà người ta trở ngại, người ta không cho mình làm, mình cũng đừng có buồn. Đừng có buồn. Mình đừng có chấp vào cái việc bây giờ tôi làm thiện gì sao không cho tôi làm. Bây giờ chúng sanh chưa đủ phước, mình chưa đủ duyên sao làm. Thì thôi, khỏi làm. Mà chỉ cần mình có một cái tâm hướng thiện đó đó, cái tâm mỗi ngày muốn làm lợi ích cho chúng sanh, có cái tâm đó đó, mà dù quý vị chưa làm được nó cũng có phước. Tại cái tâm nó hướng thiện mà phước nó sanh từ tâm ra. Tại vì mình có cái tâm là mình muốn làm, nhưng mà mình bây giờ không đủ duyên làm, chúng sanh không đủ phước nhận. Vậy thì thôi, mình nên niệm một câu A Di Đà Phật tùy duyên. Vậy thì tức khắc cái phước duyên công đức nó cũng rất thù thắng. Cái tâm đó là tâm viên mãn đó quý vị, phải nhớ. Chứ mình biết Phật Pháp mình phải thông được chỗ này. Chứ nếu không mà gặp những việc mà thiện, những việc tốt, mình nghĩ nó là thiện là tốt, cái nghĩ của mình là như vậy. Nhưng nếu người ta không cho mình làm, mình rất dễ sân si phiền não. Mình sân si phiền não là nó đổ hết những cái tâm thiện kia mà nó còn âm cái tội nữa. Tại mình sân si phiền não. Cái quan trọng là thông được cái tâm, phải hiểu, để trên con đường tu của mình tích lũy được thiện căn công đức thù thắng. Nên mỗi một người mình, một ngày mình sống là một ngày mình sống có ý nghĩa của một ngày. Dù là một cái việc lợi cho chúng sanh nhỏ vô cùng đi chăng nữa, mà mình cũng phải làm, muốn làm, đủ duyên mình cũng phải làm. Còn một cái việc mà làm tổn hại chúng sanh thì nhất định mình không nên làm. Và nhớ, niệm niệm là muốn lợi ích cho chúng sanh mình mới làm. Hãy có một cái tâm như vậy đó. Có một cái tâm như vậy thì một ngày qua đi là một ngày có ý nghĩa, mà nó bổ túc cho mình có được một cái sự bình an trong cõi lòng. Mà một con người trong lòng mình thường bình an thì ai gặp quý vị mà không bình an quý vị? Nên mình muốn giúp người ta được an tâm thì mình phải luôn luôn an tâm. Những đức luôn luôn rèn mình là thường an tâm, thường bình tĩnh. Gặp người là không có để cho người ta phải lo âu. Thường rèn mình như vậy. Mà muốn được như vậy thì những đức thấy rằng nương vào bổn nguyện niệm Phật là an tâm nhất. Trong câu Phật hiệu này nó có một cái hạnh vô ý thí, mà có một cái hạnh từ bi, tha thứ, khoan dung, có một cái hạnh mà mở rộng tâm lượng làm lợi ích cho chúng sanh, nó đầy đủ ở trong cái danh hiệu A Di Đà Phật. Quý vị đọc Phát Đại Thệ Nguyện 48 lời nguyện thì vị sẽ biết rồi. Sẽ biết được rằng là trong danh hiệu A Di Đà Phật này chứa bao nhiêu cái thiện căn công đức, một cái hạnh nguyện lớn lao nằm bên trong. Mà mình mỗi ngày mình niệm danh hiệu A Di Đà Phật, mình lấy cái quả giác của Phật A Di Đà để làm nhân tu cho mình. Mình lấy quả giác để làm nhân tu thì mình dùng cái nhân tu để mỗi ngày bổ túc cho cái tâm lượng. Thì tức khắc quý vị phải nhớ rằng là làm sao mà mình không có một cái hạnh bình an trong đó. Thí dụ như bây giờ một người này, ai mà chỉ cần gần gũi họ và nghe danh hiệu của họ,
thì cảm thấy rằng là vui sướng và an tâm. Mình mỗi ngày mình được tưởng nhớ đến họ, mình được bình an. Thì danh hiệu A Di Đà Phật là danh hiệu nương vào được bình an và hạnh phúc. Mình mỗi ngày mình nhớ danh hiệu đó để mình niệm danh hiệu của Ngài, mình luôn luôn muốn thân cận với Ngài, thì tức khắc mình có được một cái sự bình an khi mình niệm danh hiệu và nhớ danh hiệu đó. Mà không có một cái danh hiệu nào bình an bằng danh hiệu của chư Phật. Phải nhớ. Tại vì cái chữ giác là giúp cho mình bình an nhất. A Di Đà Phật, chữ Phật là chữ giác. Cái người mà bình an trong cái cuộc đời này nhất là mình thường giác ngộ. Mình thường hiểu được cái sự vô thường trong cái cuộc đời này, nên cho mình được cái sự bình an hạnh phúc. Cái người mà thường bất an lo âu là cái người này họ thường không có cái chữ giác. Họ bị một cái tình cảnh ở cái cuộc đời này, họ cho rằng là cái này là phải dùng sức mình để mà giữ gìn này kia, nếu không giữ gìn sẽ bị mất đi đồ này nọ. Họ lo âu về cái mặt giống như thế gian pháp, nên họ sanh ra một cái tâm bất an lo âu. Còn nếu như cái chữ giác đặt vào trong tâm mình để cư xử đối nhân sự thế thì là chữ giác. Mà chữ giác thì mình sẽ luôn luôn có một cái tâm tùy duyên. Đủ duyên thì làm, mà không đủ duyên thì thôi. Và mình tin vào cái việc mà của cải ở thế gian này, bữa nay tay mình, ngày mai tay người khác. Có khi người thương yêu mình bữa nay họ thương yêu mình, ngày mai họ thương yêu người khác không chừng. Nên cái chữ giác nó có thể hóa giải tất cả những cái mê hoặc điên đảo. Và cái chữ giác nó có thể giúp cho mình điều chỉnh cái tâm mình quân bình là nhờ ngay chữ giác. Nếu như mình đặt cái chữ ái, chữ nhiễm thì là chữ mê. Mà đã là mê hoặc điên đảo thì thành ra lo âu sợ hãi. Nên bao nhiêu con người ở cái cuộc đời này họ mang một cái tâm lo âu sợ hãi, đó là gì? Vì họ không phát triển được chữ giác mà họ phát triển chữ mê. Nên mình mỗi ngày buổi sáng thì một câu ai Phật niệm đến cùng là nhắc mình cả đời niệm Phật. Buổi chiều là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, là chỉ mình một phương hướng đi về. Một câu ai với đạo Phật và quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, nó là một, không phải hai. Nó đều nhắc nhở mình có mục tiêu và có một phương hướng rõ ràng. Đã có mục tiêu và có một phương hướng rõ ràng rồi thì cứ đi thực chậm để tiến đến mục tiêu phương hướng đó. Quý vị biết rằng những Đức đã chia sẻ câu này rất nhiều lần. Những Đức đã gặp rất nhiều người khi nghe tịnh độ hoặc là họ niệm Phật là họ thích vô cùng, họ thích, họ niệm nhiều vô cùng, nhưng họ có một cái bệnh này mà họ rớt nữa quý vị. Họ gấp gáp quá, quá gấp gáp. Cái lúc họ niệm Phật họ quá ép sát, ép họ quá, quá ép. Khi họ ép quá thì đến một ngày nào họ cảm thấy mệt mỏi và thấy rằng mình không đạt được mục đích như mình mong muốn, gấp gáp quá. Họ niệm Phật mà họ mong cầu nào là công phu, nào là họ phải chứng được cái gì, rồi họ ép họ mạnh quá. Cuối cùng nửa năm, năm cái họ thấy sao mình không đạt được như vậy, bắt đầu họ muốn chuyển phương hướng để học cách khác để coi có đạt hay không. Thường là những người này ưa bỏ cái môn tịnh độ và nghỉ tu, giống như con rùa với con thỏ. Vì sao con rùa mà có thể thắng được con thỏ khi trên cuộc đua? Quý vị phải nhớ, con thỏ tuy là chạy nhanh, nhưng con thỏ ỷ lại, chạy nhanh rồi lại ỷ lại. Con rùa tuy chạy chậm, nhưng con rùa có một phương hướng rất chuẩn, phương hướng rất chuẩn xác. Bò rất chậm nhưng sẽ tiến thẳng đến mục tiêu đó. Kiên nhẫn giờ giấc theo quy tắc, giờ giấc rõ ràng, cứ kiên nhẫn. Còn con thỏ tuy là chạy rất nhanh, nhưng thời gian ngủ nghỉ của con thỏ quá nhiều,
Cuối cùng con rùa lại đến mục tiêu trước con thỏ. Con rùa muốn dạy chúng ta một cái phương hướng rất chuẩn, đi chậm mà bền. Con thỏ dạy chúng ta đi thét nhanh mà chậm, ỷ lại, đúng không? Từ nơi đó mà những đứa cứ nhắc nhở mình, mình gặp ngay pháp môn tịnh độ là đại pháp mà một đời Đức Như Lai giảng thuyết, mà ngài nói pháp này là pháp quan trọng, pháp đặc biệt nhất. Chư tổ sư Ấn Tổ ngày thường nói rằng pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt nhất của một đời Đức Thế Tôn giảng thuyết. Vì sao dùng câu nhất? Vì tất cả các pháp Đức Thế Tôn giảng thuyết có những bậc thượng căn tu được mà trung căn hạ căn không tu được. Có những pháp mà hạ căn tu được, trung căn thượng căn không tu được. Có những pháp mà trung căn tu được mà thượng căn hạ căn không tu. Chỉ duy nhất có pháp môn tịnh độ này là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ đều tu được. Nên tổ sư mới nói pháp này là pháp đặc biệt nhất mà Đức Thế Tôn giảng thuyết. Mình lại có cơ duyên mình gặp được pháp môn tịnh độ, mà mình mỗi ngày nghe pháp môn tịnh độ và tu pháp môn tịnh độ. Mình gặp một pháp mà mình gặp ngay cái pháp đặc biệt nhất này, vậy thì mình còn tìm hiểu cái gì nữa? Còn phân vân gì nữa mà không cố gắng? Nhờ mang một cái tâm như vậy mà từ khi những đức gặp pháp môn tịnh độ là mười mấy năm nay, những đức cứ lọ mọ cố gắng niệm Phật. Dù là niệm không được nhiều hay niệm không đạt cái gì, nhưng mà những đức vẫn kiên nhẫn niệm có Phật hiệu. Thì những đức thấy rằng những đức vẫn có cái phương hướng và có cái thành công. Còn rất nhiều các huynh đệ họ tu rất giỏi, họ nghiên cứu, họ hiểu biết rất nhiều, nhưng vì sao họ không thành công được như những đức? Là vì họ chuyển phương hướng và họ gấp gáp. Từ nơi đó mà họ không thành công bằng mình là do họ chuyển phương hướng và gấp gáp. Những đức nhìn rõ ràng những đức không có một cái khả năng đặc biệt gì, chỉ có đúng một cái là những đức gặp ngay tịnh độ, những đức nắm chắc ngay câu Phật hiệu này. Và mười mấy năm như một ngày chưa bao giờ có một cái tâm nghi ngờ về pháp môn niệm Phật. Giữ lòng tin kiên cố và duy trì tu một phương hướng rõ ràng. Từ khi những đức vô trong chùa những đức tu là những đức đã thấy được cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này rồi quý vị. Và phương pháp hộ niệm này của chùa mình đang áp dụng cũng những đức thấy từ khi vô chùa tu. Hộ niệm đối đáp. Và tới bây giờ hơn 12 năm những đức luôn luôn duy trì như vậy luôn. Không có mầm mống, không có tìm hiểu thêm. Cái tính của những đức là đã chọn một phương hướng rồi thì không muốn rời rà. Làm cái gì là muốn xác thực và gọn nhất. Mình dễ làm, chỉ chúng sanh cũng dễ. Đó là cái cách của những đức như vậy. Nên duy trì được hơn 12 năm mà niệm một câu Phật hiệu không thay đổi. Còn trong 12 năm này là bao nhiêu con người thay đổi, bao nhiêu con người đi chỗ này đi chỗ kia đủ chuyện. Còn riêng những đức chỉ có hai điểm đi đến, mà đi toàn là tùy duyên, đến tỉnh Thất Quan Âm. Và đi ra khỏi tỉnh Thất Quan Âm đều là hoàn toàn nhân duyên sắp xếp. Không có một chút gì mầm mống gọi là đi tìm hiểu, đi tìm kiếm, không có. Duy trì được hơn 12 năm thì những đức thấy rằng là cho mình được cái gì? Cho mình được cái phương hướng và gầy dựng một cái lòng tin vào cái bổ nguyện của Di Đà. Và cả cuộc đời mình dù gặp sự cố gì mình cũng phải nương vào bổ nguyện Di Đà là nơi bình yên nhất. Thì phải nhớ nha, thì phải nhớ rằng nương vào chùa chưa chắc, nương vào người chưa chắc, chỉ có nương vào bổ nguyện mới chắc thôi. Còn hai cái điểm kia là phương tiện. Chúng ta đủ duyên thì chúng ta gặp, đó là nhân duyên đặc biệt, thì mình cố gắng mình tu. Nhưng mà có sự chuyển biến, hai chỗ kia là có sự chuyển biến, chùa và người là có sự chuyển biến. Thí dụ như bây giờ con người thì có lúc con người này sẽ chuyên tu, nhưng có lúc con người này sẽ tu thêm, họ chỉ mình nhiều phương hướng, thì mình có duy trì được một phương hướng chuẩn hay không là điều thứ nhất. Còn ngôi chùa thì có khi vị này làm chủ trì thì hướng dẫn quý vị tu,
Nhưng mà sau này tới người khác làm chủ trì, hay đổi tới người khác đời sau, thì ngôi chùa này có sự thay đổi. Nên giữa con người và chùa là có sự thay đổi. Còn chính bản thân mình khi gặp Phật Pháp là mình có kiên nhẫn được hay không, mình có phương hướng chuẩn hay không, duy trì được nương vào bổn nguyện cả đời tu như vậy hay không, đây là cái quan trọng. Đây là cái quan trọng mà chúng ta thành công hay thất bại là do phương hướng từ tâm mình nhận thức cái việc mình tu hành nó kết quả sao. Thí dụ như những đức đâu có đi đâu đâu, nhưng mà những đức có một hướng rất chuẩn là vì sao? Vì những đức đã thấy được câu Phật hiệu này nó lợi ích. Nếu như mình bỏ pháp môn Tịnh Độ này thì mình không có một cái pháp gì mình vô nổi mình tu được mà mình thành công được như ngày hôm nay. Đây là nhìn thấy rõ ràng. Như ngày xưa những đức ở bên cạnh một vị thầy, vị thầy này nói một câu rằng mới có mấy năm thôi mà sự thành công của một cái đạo tràng, nếu như mà không phải niệm Phật mà tu các pháp khác, 30 năm cũng chưa bằng mấy năm nay. Đây là một vị thầy mà nói, mà những đức cứ nghe hoài câu này. Ông nhấn mạnh rằng từ khi ông gặp Bộ Kinh Vô Lượng Thọ và niệm câu Phật hiệu, ông mới thành công được như vậy. Thành công được ngay cái điểm này. Mà được như vậy mà nếu mà không phải tu Tịnh Độ mà tu các pháp khác, 30 năm chưa được một phần nhỏ của cái thành tựu này. Ông nói rất nhiều lần, những đức nghe, những đức ăn sâu vào tâm khảm mình. Và lúc đó mình cũng nhận thức rằng mình cũng phải học theo. Vì sao? Vì nếu như mình bỏ niệm Phật mình tu cái gì được đấy? Ngồi thiền không được, vô mật tông không được, học thức không được. Chỉ còn có niệm Phật, gầy dựng niệm Phật, gầy dựng niệm Phật, gầy dựng niệm Phật, lễ Phật cho tới cùng luôn. Lúc đó phát một cái tâm nhất định phải đi con đường này. Vị này thành công giờ là con đường này. Vị này đi chỗ này đi chỗ kia được, để đi lụm lặt đem về. Bây giờ mình phải lụm chỗ này để làm. Thì kiên nhẫn làm như vậy thành công. Kiên nhẫn làm như vậy thành công. Thành công là như thế nào thành công? Thành công ở thế gian này một số việc để giúp ích cho chúng sanh, hướng dẫn người ta niệm Phật, phát triển đạo tràng. Dù là gặp chùa chiền lớn cỡ nào nhưng mình cũng có thể điều hành sắp xếp được. Trong khi mình là người không biết gì, chưa từng trải qua cái trường lớp học tập, nhưng mà có thể làm được sắp xếp nội bộ, nhìn nhận sự việc, sắp xếp được. Chỉ có cái chuyện niệm Phật, lễ Phật mà tự nhiên công việc gì làm cũng thấy ổn định. Và quý vị thấy có những chương trình lễ mà đông cực kỳ đông mà vẫn tổ chức và vẫn làm được. Từ khi vô chùa tới bây giờ làm cái gì mà bây giờ làm như vậy được? Chỉ có niệm Phật, lễ Phật, hướng dẫn người ta niệm Phật, lễ Phật. Ăn chay, phóng sanh thì hướng dẫn người ta ăn chay, phóng sanh. Chân thật làm như vậy thôi mà có kết quả. Nên những đức nói rằng là mình tu hành, mình có một phương hướng từ tâm mình phát ra chuẩn rồi, không có ai dao động được tâm mình, thì đây là cái chỗ mà quý vị nương tựa bình an nhất. Còn nương vào chùa thì nãy như đức nói rồi, nương vào người thì như đức nói rồi, người thì có lúc này lúc khác, tại vì chưa phải là bậc giác ngộ nên họ có sự thay đổi thất thường, mình không biết họ lúc nào sao sao. Còn nương vào chùa thì bây giờ vị chủ trì ở đây, người hướng dẫn ở đây, nó có thể hướng dẫn vị tu được, nhưng mà đời kế tiếp thay đổi người khác chưa chắc. Từ nơi đó mà phương hướng của mình khi chọn là phải chọn cho chuẩn. Những đức nói rằng quý vị cứ nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài, một câu Phật hiệu này cả đời chân thật niệm. Cũng như cái câu mà chư tổ sư nói rằng, dù bây giờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có thị hiện xuống, nói có một cái pháp đặc biệt trao truyền cho mình, mình vẫn đảnh lễ Đức Bổn Sư và xin Ngài cho con được tròn tâm nguyện của cái ban đầu mà Ngài dạy con nghe là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Xin Ngài để cho con tròn tâm nguyện này, con xin tu pháp môn Tịnh Độ. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đưa một cái pháp khác ngoài Tịnh Độ mà mình vẫn từ chối, thì quý vị nghĩ thì còn ai dao động được tâm mình? Mà chư tổ sư Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết nói ra như vậy để gầy dựng tín nguyện cho chúng ta. Tại vì pháp môn Tịnh Độ này quý vị thành tựu hay không là do có tín nguyện hay không nè. Nếu như quý vị không gầy dựng được tín nguyện này thì thất bại. Không gầy dựng được tín nguyện là thất bại liền. Nên có những người tu mà bao nhiêu chục năm, họ đọc bao nhiêu sách vở, từ sách thế gian, pháp sức thế gian, vậy mà họ không gầy dựng được cái tín nguyện là gì? Họ không hành trì, họ không có hành trì pháp môn Tịnh Độ này. Quý vị biết rằng có những vị học giả, người ta hiểu biết rất nhiều về Tịnh Độ, người ta coi qua sách vở, nhưng mà người ta không có đi vào được Tịnh Độ là vì sao? Vì không hành trì.
Cái pháp môn tịnh độ này quý vị đi vô là từ nơi gây dựng tín nguyện. Nhớ nha, quý vị gây dựng tín nguyện mà đi vô, chứ không phải nói vì đọc sách vì hiểu biết gì để đi vô. Đã là nó pháp môn tịnh độ thì chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tồn cùng. Quý vị đọc sách vở là quý vị chỉ là cái lý luận của những vị người ta tu hành, ta có sở chứng, nhưng cái đó sở chứng của người ta. Còn tới mình là mình đọc có nhiều nhưng mình không có sở chứng. Bây giờ mình phải thực hành cái pháp này là mình phải tin đi vào, là chân thật dùng cái vật hiệu này để niệm. Thí dụ như mỗi ngày nếu chúng ta không niệm Phật thì chúng ta sẽ vọng tưởng đủ chuyện hết. Cái tâm mình nó dẫn dắt mình như con khỉ nhảy qua nhảy lại. Còn bây giờ mình tin ngay cái vật hiệu này rồi, mình nương một vạn đức hồng danh là mình phát lên cái tâm nhớ Phật, cái tâm nhớ Phật niệm Phật. Mà cái tâm nhớ Phật niệm Phật rồi thì nó không có vọng tưởng những cái khác, nhảy lưng tưng nhiều quá. Có nhảy lưng tưng đi chăng nữa thì câu Phật hiệu này dẫn hiện khởi đề sướng lên thì tức khắc quý vị sẽ niệm câu Phật hiệu này và dùng tâm mình trụ vào câu Phật hiệu này, nó đỡ bao nhiêu sự việc của cái tâm này dẫn dắt. Còn nếu như mình bỏ câu Phật hiệu này là bị cái tâm dẫn dắt liền, bỏ câu Phật hiệu này là bị cái tâm dẫn dắt liền. Để gầy dựng một con người mà tu pháp môn tịnh độ này mà kiên cố cả đời không đơn giản chút nào. Nên ngôi chùa của mình đúng là đại phước báo đại nhân duyên mà gầy dựng suốt luôn. Mà bây giờ tới cái đời của mình thì được như vậy đó. Qua cái đời của mình rồi thôi tùy duyên chứ sao bây giờ quý vị. Nên bổ túc cho đại chúng gầy dựng tín nguyện cho họ một câu Phật hiệu, họ niệm tới cùng luôn. Trời, đâu phải là làm cái chuyện mù quáng, làm cái chuyện không hiểu biết. Cái việc này là mình nhìn thấy rõ ràng nó lợi ích. Có nói người ta cũng không tin, người ta chịu chấp nhận khổ đau cực khổ đi tìm kiếm cuộc sống. Nhưng mà một câu Phật hiệu này người ta không chịu niệm, trong khi câu Phật hiệu này quý vị coi, quý vị chân thật niệm đi rồi quý vị sẽ thấy cái lợi ích phước báo nhân duyên thù thắng vô cùng. Chỉ cần quý vị chân thật niệm và khuyên người ta niệm thôi thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích của nó lớn lắm. Quá lớn. Nên hàng cư sĩ ngoài đời chăng thật làm cái việc này đi. Làm cái việc này là làm cái việc đại sự của cuộc đời đó quý vị. Nên những đức nói quý vị lập một cái trang, dù cho có một người nghe đi chăng nữa cũng thù thắng nữa. Quý vị đem cái môn tịnh độ này chuyên nhất thì hướng dẫn cho người ta, gỡ cho các bạn bè, những người hữu duyên, một câu kệ về niệm Phật, một câu kệ hướng dẫn niệm Phật, dù nghe qua cũng gieo cái duyên đắc độ về sau. Mà cái trang của mình lâu ngày, cái trang của mình người ta tin tưởng, người ta vào cái trang mình là thấy có sự tu hành và chuyên tu, và có một thời khóa tu nằm trong đó luôn. Thì quý vị biết rằng quý vị là người lập đạo tràng đó. Bây giờ mình đi lập đạo tràng, mình rủ người ta đi đến nhà mình tu khó vô cùng. Bây giờ chúng ta nương vào cái trang mạng internet này nè, trang Facebook đồ này kia đó, chúng ta lập đạo tràng trên không trung. Mỗi một con người có nhân duyên, nhất định quý vị có duyên. Dù một người, hai người, ba người, năm người, mười người, ta rủ từ từ, từ duyên nó phát triển ra. Mình không có duyên, mình không có phước, mình đương vào duyên phước của Phật A Di Đà để mình lập đạo tràng. Mỗi một người lập một cái đạo tràng, đó là đạo tràng là cái trang của mình á, là trong đó có thời khóa tu, rủ bạn bè vào tu, đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, cứ gầy dựng ngày này qua năm khác, cứ kiên nhẫn đi rồi quý vị sẽ thấy cái lập cái đạo tràng thì không chung nó lợi ích cỡ nào. Còn ở đây thí dụ như đức đủ duyên và thượng xây chùa, như đức phát triển đạo tràng thì như đức chân thật, như đức làm, nhưng tùy duyên đi. Quý vị biết ở thế gian này quý vị lập ra thiệt là nhiều, nhưng mà mình suy nghĩ cái tác dụng phụ là sau này cái sự hơn thua giành giật đấu đá, mình nghĩ tới cái chuyện đó, nếu đến cái ngày đó thôi rồi thì tự nhiên chúng ta cầm được, chúng ta buông được. Ở thế gian là như vậy, nhưng lúc làm được thì chân thật làm, dù một ngày lợi ích cho chúng sanh cũng làm đi. Đừng có nặng nề cái chuyện tạo ra rồi mai mốt hơn thua đấu đá rồi mình chán nản rồi mình không làm thì cứ thiếu tâm từ bi. Mình cứ chân thật mà làm đi, của một ngày tốt mình cứ làm đi. Chừng nào hơn thua đấu đá người ta làm được, giao cho người ta làm. Nói ở câu này để làm bằng chứng á, để sau này đụng việc á, mình buông xuống được, chứ mình đừng có dính mắc, đừng có gì giành giật với người ta là mình thất bại. Nhưng Đức muốn nói cái điều này là bằng chứng để cho bản thân nhận đức cầm được buông được. Không có suy nghĩ mình làm chủ trì chùa hay là suy nghĩ cái gì lớn lao quá, của mình gì hết không. Cái này là giống như cái bằng chứng mà nhận đức nói để mà nhắc nhận đức vậy đó. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng mình cực, mình sắp xếp đạo tràng, mình phát triển đạo tràng sao này hòa thượng giao cho mình. Không, đừng có suy nghĩ như vậy. Tùy duyên đi. Nó được như thế nào đó là duyên phước của mình, duyên phước của chúng sanh. Duyên phước của chúng sanh, duyên phước của mình, vì lợi ích cho chúng sanh. Nên mình cứ làm đi.
đó. Nên tất cả các huynh đệ trong chùa hay những người hữu duyên, xuất gia cư sĩ nghe những điều này rồi chúng ta nhắc nhở mình, vì cái tâm phàm phu của mình nó thay đổi thất thường lắm quý vị, lúc này lúc khác kỳ cục lắm. Nó nên chúng ta phải đưa một bổn nguyện là chuẩn nhất, giữ một phương hướng cho chuẩn xác. Những đức thấy có những huynh đệ mà trời, ông te tu khổ đau, đi vòng vòng tam quốc, mà cuối cùng ông gặp ngay đạo tràng niệm Phật, ông niệm thời gian là ông xin đi học. Quý vị nghĩ không đơn giản đâu quý vị à, không đơn giản. Mà cái người mà gầy dựng tín nguyện niệm Phật, mà hướng dẫn quý vị niệm Phật, mà duy trì mãi mãi mà dễ đâu. Cái tâm mình như con khỉ, nó dẫn dắt mình đó. Nó, nên đó, từ nơi đó mà thấy rõ ràng đó. Nó, nên ai mà kiên nhẫn mà một câu Phật hiệu này chân thật mà niệm hoài không, nên nghiên cứu tìm hiểu hiểu biết là khó tu tịnh độ lắm. Còn cái việc độ sanh đó là duyên thôi. Thí dụ như có những người xuất gia nói bây giờ tôi phải làm một cái trách nhiệm để tương lai để hoằng pháp lợi sanh, đừng có nói cái chuyện cao xa này quá. Đời của những đứa cũng chưa dám suy nghĩ chuyện này. Cái duyên nó đến là tự nhiên sẽ làm, còn chưa đủ duyên quý vị có miễn cưỡng cũng không làm được đâu. Hãy tin vào cái nhân duyên của mỗi một con người. Mình cứ chân thật niệm Phật, chân thật phụ trợ người ta. Khi người ta đủ duyên người ta làm đi, mình chân thật mình làm phụ trợ thôi. Tự nhiên từ từ nó phát duyên phát phước, mình đủ rồi tức khắc mình làm được. Chứ đừng có nói cái chuyện cao xa. Họ nghe ai mà nói mà chuyện phổ độ chúng sanh được, nghe ớn quá. Biết rằng là có cái tâm lớn, nhưng mà thật sự mình không biết mình là ai. Mình là kẻ phàm phu tục tử, nghiệp chướng nặng nề, một hơi thở thở ra không hít vào không biết đi về đâu. Thôi mình cứ chân thật lo niệm Phật thôi. Đó nên hàng Phật tử, những đức khuyên quý vị lập đạo tràng trên không trung. Đó là cái cách cực kỳ hay. Cả đời con người cứ gầy dựng như vậy thì viết vào cái trang quý vị cũng nhiều người biết à. Như một số trang của các vị Phật tử lập lên cho ta tu, bây giờ một ngày mà ta vô ta tu cũng đông quá trời luôn. Phải kiên nhẫn rồi mình tu chung với người ta, rồi lập đạo tràng ký số niệm Phật, rồi quý vị thấy không? Thấy vui ghê chưa? Có phương hướng rõ ràng, vui vô cùng chưa? Chúc mừng quý vị. Không có sự hơn thua đấu đá giành giật ở trên đó. Còn tôi lập đạo tràng niệm Phật á, phát triển đạo tràng, có thể tôi bị hơn thua đấu đá giành giật nè. Tôi phải nhìn nhận để mà nhìn thấu, để mà đụng chuyện buông xuống nè. Còn quý vị trên đạo tràng trên không trung, ai mà giật cái không trung đó, ai mà giành giật cái đạo tràng đó làm gì quý vị? Thấy không? Đó, nên nó chân thật mà phát triển gì đi. Những đức cũng phát triển mà. Quý vị coi cái trang mạng mình, những đức cũng phát triển đó. Một ngày á, số lượng người ta có khi mấy ngàn người, người ta vô người ta coi để người ta tu hành trong đó đó. Thì quý vị cũng y gan vậy thôi. Những đức cũng phát triển mấy năm, thì quý vị cũng nên kiên nhẫn làm như vậy đi. Chúng ta song hành cùng tiến, cứ là chung vai góp sức để mà tiến, hướng dẫn người ta tu mấy người cũng được. Chúng ta cứ làm hết trách nhiệm mình thôi. Cái quan trọng là mỗi ngày chúng ta niệm Phật vui vẻ an lạc đó. Gần Tết tới là chúng ta về đây ăn Tết, đủ duyên về đây ăn Tết. Năm nay chuẩn bị Tết nhất cho quý vị hoành tráng lắm, không giỡn đâu. Nên sống ở cái cuộc đời này mấy chục năm ngắn ngủi thôi, những gì chúng ta làm được cho nhau nên chân thật hết lòng. Nhất là kết duyên với những người niệm Phật, là kết duyên với những vị Phật tương lai sẽ thành. Nên chúc quý vị an lạc, chúc quý vị tín nguyện kiên cố, và cả đời mình tu hành niệm Phật tới cùng. Khi bỏ báo thân này chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.